đó lúc trước da chị bị lão hóa nó nặng lắm đó, nó chảy xệ dữ lắm, mà bây giờ thấy nó căng lên thấy gõ luôn á em. Xin chào cả nhà, hôm nay BB Thanh Mai sẽ giới thiệu với cả nhà về công nghệ anti-aging, một công nghệ đang làm mưa làm gió trên thị trường làm đẹp nha. Bây giờ em sẽ mời cả nhà cùng chia sẻ với em nha. Em chào bác sĩ ạ. Em chào chị My. Chào em. Dạ, bác ơi, bác đang điều trị cho chị My sắp xong chưa bác ha? À, chị Phượng ơi, còn vài like cuối thôi nè. Dạ, chị My đợi chút xíu nha. My đợi chút xíu ha. Chị My ơi, bây giờ em sẽ mời chị xem gương để thấy được cái sự khác biệt trước và sau khi chị làm công nghệ như thế nào nha. Hồi hộp không chị? Dạ đây, em mời chị xem gương ạ. Đó. Ôi, da thay đổi nhiều quá trời luôn. Thấy chị sao không vậy ngờ chị? Đây là làn da của chị luôn á. Thấy khác như thế nào vậy chị? Bóng mướt mịn luôn em. Chị thấy như là gương mặt của chị như nó gọn hơn rất là nhiều luôn rồi đó em. Dạ. Hai cái rãnh cười biến mất luôn rồi nè. Khung chân mày nó cũng nâng lên rất là rõ rệt luôn á em. Dạ, chị đáp ứng khá là tốt với công nghệ luôn á chị. Chị thấy rất là hài lòng, rất là ưng với cái công nghệ bên em luôn á. Chị ơi, trong lúc mà làm á, chị có cảm thấy đau không? Chị mới đầu nó hơi châm chích nhẹ thôi, sau đó là cảm thấy nó dễ chịu và thoải mái lắm, không có, dạ, không có đau đớn gì trên em. Dạ, vậy là tốt quá rồi. Bác ơi, bác có thể chia sẻ hiệu quả của chị sau khi làm công nghệ trẻ hóa da cho cả nhà của mình nhé. Chị My đến BBB Thanh Mai thì mang một cái nỗi băn khoăn là nhất là vùng da của chị chảy xệ nhiều. Ngoài ra là vùng rãnh cười của chị rất là sâu. Mặc dù nét của chị My khá là dễ thương ha, rất là đẹp, cằm của chị rõ ràng lắm. Tuy nhiên là bác sĩ cũng đã tư vấn cho chị và cho chị sử dụng cái liệu trình mà nâng cơ trẻ hóa da hiện tại đang gần như là công nghệ số 1 trên thị trường luôn đấy. Và công nghệ này là được sánh như là một cái nâng cơ trẻ hóa mà không cần phẫu thuật. Tức là sử dụng sóng siêu hội tụ đi từ vùng viền hàm đi lên này. Và bác sĩ sử dụng sóng rất là nhiều cái vùng má này, vùng rãnh cười kéo lên cho chị rất là nhiều, vùng đuôi mắt này, vùng cung chân mày đi cho chị rất là nhiều luôn. Cho nên là sau khi mà đi xong rồi thì đây mới là cái hiệu quả 5-10% của công nghệ thôi. Công nghệ tại đã làm cho khuôn mặt chị thon gọn hơn, cảm giác rõ ràng, đường nét hơn. Và quan trọng nhất là cái vùng rãnh cười mà chị đang rất là quan tâm, vùng rãnh cười là đã đỡ sâu hơn rồi này, nó nông hơn và nó ngắn hơn. Vùng mà gò má này và vùng đuôi mắt của chị đã cảm giác như là nó căng căng hơn. Nó cảm giác như là nó săn chắc hơn rồi. Và vùng mắt của chị rõ ràng mí hơn, mí trên của chị rõ ràng và đẹp ha. Nên là sau khi mà sử dụng xong thì chị sẽ an tâm là cái liệu trình này sẽ còn tiếp tục tăng sinh collagen, tiếp tục tăng sinh elastin cho chị nữa. Cho nên là cái việc săn cơ, săn da này, rồi là cái nâng cơ cho chị còn tiếp tục diễn ra nữa nha chị My. Cảm ơn sự chia sẻ của bác. Chị My hài lòng với kết quả mình mới đạt được không ạ? Chị rất là hài lòng luôn, rất là ưng với tình trạng hiện tại của mình luôn á. Dạ, mới thôi đó chị. Cho em khoảng tầm 1-3 tháng nữa, ai mà không gặp chị nè, gặp lại chị là sẽ thấy ô sao chị trẻ quá mà không biết chị làm gì hết trơn á. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tin tưởng và trao cho BB Thanh Mai cơ hội để chăm sóc chị. Cả nhà mình ơi, nếu như mà cả nhà mình muốn được đẹp mà được có một cái sự thay đổi như chị My á, thì cả nhà mình nhớ nha, 18006617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Cả nhà mình hãy tự tin để làm đẹp với những công nghệ tuyệt vời, những công nghệ đỉnh cao của thế giới luôn bác ha, về công nghệ trẻ hóa nâng cơ và sẽ còn rất nhiều những công nghệ trẻ hóa khác nữa. Nên cả nhà mình nhớ nha, hãy ghé BB Thanh Mai để được giữ mãi nét thanh xuân và được ngày càng trẻ trung tươi đẹp hơn.